Kính thưa chú quý thính giả cùng chú quý đồng đạo kính mến, chương trình diễn ngâm sám giảng thế gian giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quyển Gầy Dân của Người Khùng. Đây là quyển thứ nhì mà Đức Thầy viết ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại làng Hòa Hảo. Quyển này dài 476 câu, Ngài viết theo lối văn Thất Ngôn Trường Thiên, được khởi đầu bằng câu: "Ngồi khùng trí, đói nhìn cuộc thế", và chấm dứt bởi câu: "Ta ra sức dắt diều bá tánh". Quyển này sẽ do các nam độc giảng viên lần lượt diễn ngâm. Kính mời chú khán giả và đồng đạo cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi khùng trí, đối nhìn cuộc thế, thấy dân mang sâu thấy mà thương, chẳng qua là nam việt vô dương, nên tay hết xảy ra thảm thiết. Bạc không cánh đổi tay chẳng biết, vàng bỉ nghèo mấy chiếc chẳng còn, mới mấy năm sao quá mùa màng thất đối đau không thuốc. Ơn ngài bấy lê dân đức ruột tạm vợ con đổi rách đùm đeo, gặm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắt. Nhìn cuộc thế đổi tay quá nghe gắt, nghe mãi thiên cơ mỗi phút mỗi thay, nẻo thành suy như thề tên bay, đường vĩnh nhục rủi mai một lát. Ai phú quý giàu đài ra các cơ, ta điên khùng thường hết thấy nghi trần, quen chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tĩnh tâm tìm đau. Đại trung liệt đáng trai hiền thảo, gái tuyệt trinh mới gái nam trào, lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa, đời tận thế mà con lăn lừa chẳng chịu mau cái giữ về lành. Làm bậc nhi phải được lòng thành, thì mới đặng giảng sanh cực lạc, tương giới vui cháu rào đạm bạc. Nghèo lương hèn biết niềm
mai sau thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bãi núi còn nhiều bao là rắn tu tâm dưỡng tánh, coi đời coi là coi được bậc được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Cuộc dương thế ngày nay mong mảnh mà sang giàu, còn hiếp nghèo nàn phải xả thân tầm bát nhã toàn, sao mới khỏi hầm tha xấu bắt. Đến chừng đó bốn phương có giặc thấp hoàng cầu, thiết thiết ta ta dậy sớm mau kiếm chữ ma thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng cửu quyền sớm tối mới màu, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kêu anh, thương những người đôi gách cơ hàng, cảnh phồn qua khó sanh lâm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Cõi trần thế ách gì tới thành, hết lâm nguy đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chớ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc ba tánh đời này dĩ ngày ta điên không, mà tánh lương hiền lòng yêu dân chẳng trọng bạc tuyền, mà dương thế cứ theo bím nhẹ. Sao lập hỏi thì già quá trẻ khắp hoàng cầu, đổi xác thay hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thượng Phật tiên giới thanh. Phiền trai gái học theo Khổng Mạnh, sách thánh hiền dạy đạo làm người. Xem chuyện thơ chẳng biết hổ ngươi, mà làm thói điêu thuyền lữ bô. Sao kẻ ấy làm mồi mảnh hổ cảnh núi non, nhiều thú dễ kỳ. Nó trong ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa. Đến
chừng đó thiên là lưới bùa mới biết gần trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm mà biết ăn năn làm hiền đức khỏi đường lao ly, học tá đạo làm điều tà mỹ theo di đoan cung kiến tinh ta, thì sau này gặp chuyện thiết tha đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Thầy ba tâm nghìn tân yểm cửu học ai mà ngang ngược nhiều lời, phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời chẳng có kể công sanh dường dục. Thương lê thứ bài tường trong đục mặt ý ai nghe phải thì làm, lời của người di tịch núi sam chớ chẳng phải bài điều quyền hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc chẳng ở yên, còn xuống phàm trần ấy vì thương trăm họ vàng dân, nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Già quê dốt khuyên người tỉnh ngộ, già bán buồn thức giấc người đời, rằng ngày nay có Phật nghi có trời, kẻo dân thứ nhiều người kiêu ngạo. Xuống mượn xác nhầm năm kỷ màu, buồn xóm làng cứ ghét điên khùng. Nếu trẻ già biết thì dùng, chẳng có ép có nài ba tân. Nghe điên dại sau này thôi thành, đây chỉ đường cực lạc giảng sanh. Đừng có ám lên mặt hùng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đã gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống cõi tiên thanh. Đức mình Chúa chẳng ai dám sanh sửa mạc thương, phụng gái non kỳ bởi võ dương đáng bực tu mi, nay trở lại khác nào đời
kẻ gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp chàng chỉ kẻ hung đồ được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô. Khuyên bổn đạo ráng mà trì chi, xưa Tây ba thất niên dù lý huống chi ta, sao khỏi tiếng đời dòm biển trần cảnh khổ giới giới, lao giới khổ khổ lao chẳng xiết. Ghét bảo chúa là xưa chủ kiệt mất cơ đồ, lại bị thường mình dường bạc trước thuần nghèo, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương trần thế kể sao cho xiết, mượn xác trần buộc tạ hàng, kể rõ ràng những việc lầm than, mặt làng sớm muốn nghe thì chép. Việc tu tịnh khùng không có ép cho giấy vàng, điên chẳng có này, lòng yêu dân chẳng nề vắng dài, cho bổn đạo giải khuây niệm Phật. Việc sai đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hãy nên trọng kinh. Bệnh ôn dịch cũng đừng mời thỉnh, cõi ngũ hành chẳng kha réo kêu, hãy dình lòng chớ khá dệt thiêu, nói xiên xỏ cũng không nó beo. Đời quân ngã ngày nay mộng trần, hãy ráng kiên dè, mặt tình ái lên ngựa xuống xe, ta chẳng có hàm nơi vũ quy. Trong bổn đạo từ nay kim chỉ, đối với nghèo sắp đến bây giờ, vì thương đời nên lão kể sơ, cho bá tánh rõ lời châu ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay
như ốc mượn hồng. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc đế sứ phân, lại vừa kề bể ngọc các lần, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thấy ba tánh nhiều điều tai nghe khổ khùng thương dân, nên phải hết lời. Dạo lục châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lễ thứ nào đâu có biết. Giải đạo chánh gì thương Nam Việt, ở cao miên vì mến Tần Hoàng. Trở về Nam đặng có sửa sang, cho thiện tín được rành chân lý. Trong sáu tỉnh nhiều điều ta ngã mây tu hành, mà vì kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm luân. Phiên bổn đạo ráng tầm mà nẻo chanh, chừng lập hội chát tầng mới rảnh, nếu không thời khó thấy Phật trời. Cùng giải dân chẳng dám nghỉ ngơi, đi chẳng kể tấm thân già cả. Cảnh trần thế mặc ai thông thả, chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần. Có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu. Cạnh Tây Thiên báo ngọc đầy lâu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dưỡng. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bệ ngọc long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão, gái bé thơ biết trọng tuổi già, ráng tịnh tâm dẹp được lòng ta, thì được thấy Phật tiên thần thánh. Việc hung dữ hãy nên xa lánh, theo gương hiền trao chữa
làm người. Sao tà tinh ăn sống nuốt tươi mà ba tánh chẳng lo cải thiện? Miệng dương thế hay bài nói quyển sách thánh hiền, ghét kẻ nhiều lời phiền chúng sanh, niệm Phật coi đời cõi hạ giai dòng mây chơi dần. Ở chòm sớm đừng cho nhớ bận, gắn giữ gìn phong qua nước nhà. Cầu tâm tùng bọn gái nước ta, chữ hiểu nghĩa kẻ trai cho vẹn. Ghét những kẻ có ăn bọn sẻn, thương những người đôi gách lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần kiên, tưởng nhớ Phật chớ nên sai bùi. Kẻ phú quý đừng dông cơm ngồi, sao đói lòng chẳng có mà dùng. Ta yêu đời than thở chẳng cùng, mà ba tánh chẳng theo học hỏi. A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đằng trong chờ mong mỏi chúng sanh. Hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đang tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có hưởng nhờ. Chốn hồng trần nhiều cảnh nhút nhơ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tránh. Chốn thổ điểm ta nên xa lánh, tự đổ tường đừng có nhiễm vào. Người tránh xa mới rọi chí cao, xa bung vách mang điều nhớ nhuốc. Muốn tu tỉnh nay đã gặp cuộc Đức Di Đà, truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sách lệnh bảo ta truyền dạy. Nên khổ lao khùng không có nại, miệng cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu, thì hãy dẹp tâm tình ích kỳ.
mau trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si, chớ để trong lòng phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số thêm tà ma yêu quái chật đường chốn hồng trần nhiều nỗi ơi thảm thương làm sao cứu những người hung ác khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng xóm làng thừa thớt quanh yêu bấy lâu nay nuôi dưỡng ơi chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại khắp lệ thư biên vì thương hại dùng phép màu lập lại thượng quân diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn cho trần hạ tường nơi lao ly lao nào có bài điều ma mị mà gác lường bốn đạo chúng sanh đức minh dương ngự chốn Nam Thành đặng phân xử những người bội nghĩa trung giới ta nên trao trìa hiền giới lương bổn đạo rèn lòng thượng nguyện cầu siêu độ tổ tông với ba tánh giảng dẫn vô sự đời quân hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương Đức Di Đà xem thấy xót thương sai chư Phật xuống miền dương thế tu kiếp kiếp nếu không quá chề chừng đối đầu khó kiếm mơ điên khùng cứu lương hiền chẳng cứu người hung kẻ gian ác đến sao diệt nay trở lại như đời chủ kiệt hại tu nhân chớ có tranh giành tuy nghèo hèn mà chỉ cao thanh được hồi phúc nhờ ơn chư Phật. Hãy thương xót những người tàn tật thấy
nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non rồng phùng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quy. Mặt trai gái trẻ già có nghĩ thì khoan cười, tôi rất cảm ơn. Khùng ra đời chuyện dài thiệt hơn, chứ bổn đạo chớ nên khinh rè. Nay khùng đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bóng lại có sông. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tăng rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ai ác tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chung đục đẽo những cây giấy củi đắp xi măng, sơn phết đặt tên. Ngục A Tỳ giữa cái một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Quyền sư giải mau mau cải hối, làm vô gì tránh đi đạo màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ, trần ngày đó tạo làm chi những cốt với hình. Cùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thần tu. Quyên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tìm đạo tranh của khùng. Đặng sao xem liệt quốc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bề. Quá phép mới là biết bao, mà kể chính từng mây nhạc trôi tiêu thiều. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thương cầu. Khùng dân lệnh Tây Phương Phật tổ, nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hỏi lòng qua trọn kẻ tu mi,
người hiền đức đắng bò chân chuông. Quen những kẻ giàu sang có nghe của hay mở nghe lòng thương xót dân nghèo, cảnh vinh qua lại quá treo leo, nhà giàu có sao nhiều tai ách. Hỡi ba tánh rừng sâu có nghe mạch tuy u minh mà có đền vàng. Lệnh quan âm giải biểu khung tròn cho bổn đạo rõ nguồn chân lý. Lỗ thầy đám mây bài cho khơi mượn kính luân tùng mướn lấy tiền, chôn diêm đình ghi tội liên miên mà tăng chúng nào đâu có rò. Theo thần tu tạo nhiều chuông mỏ từ trưa nay có mấy ai thành Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương dân ấy. Xa giới phương là trò kỳ quái làm trai đàn cha miền thế gian, kẻ vinh hoa phú quý giàu sang mướn tăng chúng đặng làm chữ hiếu. Thường ba tánh gì không rõ hiểu tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn, thấy lạc lầm đây đồng lòng son. Khuyên bổn đạo hãy nên tỉnh ngộ, ở dương tây tạo nhiều cảnh khổ chúng quỳnh tuyền địa ngục khảo hình. Tuy lưới trời thưa rộng tinh tinh chớ chẳng lọt những người hung ác, cây nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt chốn diêm đình, sổ sách kia tội bước đinh ninh, phạt giới thưởng hai đường tỏ rõ. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tỉnh mới màu, tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới là làm hiền lành hơn tùng thơ hà. Hãy tưởng Phật hay hơn oan rẻ, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Vẹn mười ơn mới đạo làm
con lúc sanh sống trở nên phù bạc. Nếu làm đám được về cực lạc thì giàu sang được tròn hai bề, ý tước quyền làm ác ê hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót. Kinh giới sám tùng nghe thành thoát lũ dưng bông, tập liền đã rành đầu giới đờn kèn trong nhịp xanh, làm ăn gặp đắng đồi cao gian. Tâm trần tốc còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô ly. Xưa thần tố bài điều tà mỹ mà dắt diều ba tánh đời đường, thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hôi. Đục Phật lớn chùa cao bối rối mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô gì chớ cũng chè soi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Tăng giới chúng ăn đồ ngọt nên bày ra cung kiến hoài hoài, ý nhiều tiền chẳng biết thương ai, cung giới lại khó trừ cho đằng. Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao. Lập trai đàn trai trọt lao sao, bôi lem mặt làm tuồng hát Phật. Nay nhầm lúc mùa màng ngập thất, vậy hãy mau bỏ bớt gì đoan, ráng giữ gìn luân lý tam can, trọn đức hạnh mới là bao quy. Nay gần đến Long Phi xà dị, cảnh gian nan ba tánh hầu kề, thấy chúng sanh còn hơi say mê khùng, chỉ rõ đường tà nẻo chanh. Ta là kẻ vô hình hữu
Tát phàm dình đạo Thích Ca. Làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Hiếm những kẻ không nhà không đất mà sang giàu, chẳng xót thương giùm. Có lỡ lầm chửi mắng sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn không hết lo dành, lo cất đem bạc trăm cùng Phật làm chi. Phật Tây Phương vô thánh từ bi, đâu tung thiếu mà quơ mà tời. Khùng cả tiếng kêu dân ơi ơi, ơi hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bờ. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm y chứ không dùng vật. Muôn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lành nhau. Kể từ rày vàng lộn giới thao, Phật tiên thanh nhau xuống thế. Cứu ba tánh không cần lễ mề, để giấc diệu đạo lý rành đường. Nước Nam Việt nhầm tội chung, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Khuyên sư giải bớt dùng của thế, gắn công tu đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thành thời, tu giả dối thì lao thì ly. Khùng khuyên hết kẻ ngu, người chi ráng tĩnh tâm suy nghĩ đạo màu. Chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh. Các chư Phật không khi nào rành tâm từ bi, vẫn nhớ chúng sanh.
các chư thần tuần giảng năm canh về thượng giới tàu hòa thượng đế. Số tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít nói. Hội công đồng xem xét hằng hồi, sai chư tướng xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh màng. Đường đạo lý trở nên chán nản, hãy bền lòng tâm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong nào chi. Sao đến việc sơn băng kiệt thị, khùng thảm thương bà tấm qua chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh náo não kể sao cho xiết. Ta dạy vô là vì tình thiệt cho bá già rõ biết. Nghe người khùng Tây Dương trần làm dữ làm hung, nên phiên nhủ cho người lưỡng thiền. Chữ lục tự trì tâm bất diễn, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chép hay in, mà truyền bá đặng nhiều phước nghe đức. Trong ba tánh từ ngày nay buồn bực khùng yêu dân, chỉ rõ đạo màu. Ráng trì tâm tưởng niệm cánh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, mà huyền chúng sanh hãy ráng tu hành. Cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật đừng làm bảo ngược ta phần hồn dạo khắp thế gian. Vào sát trần nước mắt chứa chan, khắp lê thứ nghe lời thì ít. Chốn sơn lạnh bây giờ mù mịt, cho nên dân dạy chẳng
nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói dông dài khó hiểu. Trời đã thất còn trời nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi. Ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vàng. Chừng lập hỏi khỏi thùa, khỏi thẹn với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hại gắn ghi, ta ra sức giác diệu bá tánh. Nam mô Tam Giáo Quỷ Quân, phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Bửu ngọc giảng lai rõ đạo màu, sơn tầm hạnh thích nèo cao sâu. Kỳ giả thức tâm tìm đạo lý, hướng tuyệt đắng lôi bãi phục cầu. Nam mô A Di Đà Phật.